chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương. Ngày hôm nay Phương đang đi bộ, đang chạy xe đạp ở trong một cái khu rừng rất là đẹp và yên bình như thế này. Thì nhân tiện đây, lúc Phương đang rất là vui vì Phương vừa vượt qua cái kỳ thi tiếng Pháp và hiện tại bây giờ thì Phương đã được lên thẳng lớp 2 rồi. Vì vậy mà hôm nay Phương sẽ làm một cái video về chủ đề những thứ mà Phương cực kỳ yêu thích ở Thụy Sĩ. Và mọi người đừng quên nhấn nút like, nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông để theo dõi video của mình nhé. Còn bây giờ hãy cùng theo chân mình để khám phá xem là ở Thụy Sĩ có những điều gì đặc biệt để khiến mình cực kỳ yêu thích nhé. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, push hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Đầu tiên, điều mà mình cực kỳ yêu thích ở đây đó là Thụy Sĩ rất rất là đẹp luôn các bạn. Phải nói, ai mà đã từng qua Thụy Sĩ đều phải thừa nhận một điều rằng đây chính là một thiên đường trên trái đất luôn đó các bạn. Để nói về Thụy Sĩ thì đây là một đất nước cực kỳ nhỏ bé với diện tích chỉ bằng 1/10 của Việt Nam thôi các bạn, và dân số cũng chưa đầy 9 triệu dân, có nghĩa là chưa bằng thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đó. Nhưng mà dù bạn đi đâu vào mùa nào thì cũng có thể bắt gặp những khung cảnh tuyệt đẹp ở đây. Ở Thụy Sĩ thì mỗi mùa đều có những cái nét đẹp và nét cuốn hút rất là riêng. Ví dụ như vào mùa xuân thì ở đây hoa nở khắp nơi, từ cỏ dại đến những hoa người ta trồng ấy, thì tạo nên một cái bức tranh nó muôn màu, muôn vẻ và nó rất là sặc sỡ các bạn. Còn vào mùa hè khi mà đi bộ ở giữa những cánh đồng như thế này ấy, thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những cái mà cảnh vật rất là yên bình, như là những chú bò này, hay là những cái cảnh mà nông dân người ta đang làm vườn ấy, nó rất là yên bình đó các bạn. Và thời tiết vào mùa hè thì thường rất là đẹp và nó rất là nhiều nắng ấy, người ta rất là thích. Còn vào mùa thu ấy thì đó là một cái mùa mà nó có rất là nhiều cái cảm xúc các bạn. Thì ở đây các bạn có thể dễ dàng ngắm nhìn cái sự chuyển đổi màu sắc của cái thiên nhiên này. Toàn bộ màu xanh của mùa hè thì nó được thay thế bằng một cái màu đỏ như thế này. Đó là một cái màu đặc trưng của mùa thu á các bạn. Và cái sự chuyển đổi màu sắc này thì nó kéo dài trong vòng 3 tháng và nó giống như là một cái dấu hiệu báo cho chúng ta biết là cái mùa đông nó đang sắp đến á. Mặc dù là mùa thu là một cái mùa rất là buồn nhưng mà mình rất là thích các bạn. Tại vì cái màu của nó đẹp ơi là đẹp luôn đấy. Các bạn nhìn này. Và đây là cảnh của bắt đầu mùa đông nha mọi người, lá rụng hết rồi nè. Và thời tiết bắt đầu lạnh hơn và có nhiều sương muối hơn, nhưng mà cũng rất rất là đẹp luôn đó mọi người. Từ
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Yeah. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Này là sương muối nha mọi người. Hai đứa nó đang đi lên cái sương muối cho nên nó hơi sụt sọt đấy. Còn những cái khu vực mà không có muối á thì nó sẽ như thế này. Mày thấy không? Đây là bạn Louis. Louis. Ô quạo rồi. Còn kia là bạn Tim. Tim ơi. Hả? Này bốc nào, bốc chơi nào. Bùm. Và khi vào mùa đông á, thì toàn bộ được phủ bởi một màu trắng như thế này. Và nó rất rất là đẹp luôn mọi người. Nhưng mà lạnh lắm luôn á. Cảnh view 360 độ cho mọi người xem nha. Đẹp lắm luôn đấy. Này có cả ống khói nè. Và điều tiếp theo mà mình rất là yêu thích ở Thụy Sĩ đó là Thụy Sĩ rất là giàu luôn đó mọi người. Giàu đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng luôn nha. Đầu tiên để mà lý giải vì sao người Thụy Sĩ giàu á, thì ở đây họ rất là thông minh, cần cù, chăm chỉ và làm việc rất là khoa học. Và họ cực kỳ giàu về trí tuệ luôn mọi người. Ở đất nước này rất là nhỏ bé nhưng mà họ nói được 4 ngôn ngữ, đó là Đức chiếm khoảng 70%, tiếng Pháp là chiếm khoảng hơn 20%, tiếng Ý là 5% và một bộ phận nhỏ nói tiếng Roman. Và cũng không có gì là ngạc nhiên khi mà mọi người tiếp xúc với một người Thụy Sĩ và thấy rằng họ có thể nói được ít nhất 2 thứ tiếng hoặc là nhiều hơn như vậy. Chính vì cái sự đa ngôn ngữ này á, cho nên là toàn bộ các sản phẩm họ bán ở đây đều phải in đầy đủ 4 thứ tiếng đang được lưu hành ở trong đất nước Thụy Sĩ này. Thêm một cái giàu mà nhiều người thường nghĩ đến nữa đó là tiền đó mọi người. Và để chứng minh là Thụy Sĩ rất là giàu thì mình sẽ cho các bạn xem một cái thứ này. Đây là cái đồng lì xì của mình nha. Ở năm mới, năm vừa rồi á, là mình được nhận cái tờ tiền này. Và các bạn xem, đoán xem. Đây là cái đồng tiền mà lớn nhất thế giới hiện nay. Nó là đồng tiền franc nha các bạn. Đây tiền Thụy Sĩ là nó có cái đồng franc đây nè. Đây. Đó. Thì với cái tờ tiền này á, là các bạn biết giá trị của nó bao nhiêu không? Hiện tại bây giờ tờ này có giá trị là 25 triệu, khoảng 25 triệu tiền Việt Nam đó. Đó thì đây là cái đồng tiền có giá trị lớn nhất trên thế giới hiện nay là nó thuộc về Thụy Sĩ. Các bạn, thì để nói Thụy Sĩ giàu theo nghĩa đen và nghĩa bóng thì nó rất là đúng đó các bạn. Thứ nhất là về tài chính người ta rất là giàu, và thứ hai là về trí tuệ người ta cũng rất là giàu. Và điều thứ ba mà mình rất là yêu thích ở Thụy Sĩ đó là ở đây rất là an toàn luôn mọi người. Khi đi dạo trong thành phố thì các bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chú công an đi tuần tra như thế này. Khi mà mình thật sự cần giúp đỡ thì những người công an, cảnh sát này người ta làm rất là tốt cái nhiệm vụ của họ. Ngoài ra thì cái hệ thống giao thông của họ cũng rất là an toàn. Ví dụ như khu qua đường ấy, thì xe luôn nhường những người đi bộ ở vạch qua đường như này. Còn về các vấn đề như là xe buýt hay là tàu á, cũng rất là tiện luôn các bạn. Đó, ví dụ như trên xe buýt thì luôn có cái lịch trình ở trên màn hình, cũng như là cái nút mà bấm để cho mình xuống cái điểm dừng á, thì nó rất là tiện. Và mình không có sợ bị lạc đó các bạn. Và nó cũng rất là an toàn, cũng như là đúng giờ các bạn. Đó, có giờ mà. Trên đây là những điều mà mình cực kỳ yêu thích ở Thụy Sĩ. Đó là Thụy Sĩ rất là xinh đẹp, giàu có, cũng như là rất là an toàn. Đó là lý do vì sao mà Thụy Sĩ là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Các bạn còn những lý do nào, các bạn có thể comment ở phía dưới nhé. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.